tao cũng cháy từ trong tim khi mình tính từ trong tay cay mắt từ trong gai đến với tao là không ai tức tắc vài phút còn hồn mày lại thắt lại ai khổ vì ai sao cho cùng mày thất bại để đi bàn chân đất và tay phải em đủ đế nhạc tao tung ra là phải dính được tình thế đứng trong vòng thu mày đang cố tránh mày sao sống gần tao quá nên mày lại nét sau tao quý trong sự ngày đó tao đang loạn cực tâm chạy bất lợi chân thái tao đang cực bực não bộ đang chạy trong những ngày nhật thực mày đang ngu quá mày sử dụng hết lực cháy trong tim và đang cháy trong lồn nhiệt quyết và máu mày phải tẩy trong rồ cơ chế xúc tác như là chất enzyme phá hủy không khí khiến cho các em im càng sống chất phát nên không ngại gì đất cát mặt ai cũng hiền nhưng lá đụng thì rất ác một trận một trăm khiến đối phương bị bất giác xong đoạn kết liễu khiến kẻ thù bay mất xác giờ sao mày muốn đâm mày là chém dưới tầng em tao vô đây đem mày ra và đi đắm bắt đầu tới từ Cà Mau anh em ta một chơi dài vải sống mà cũng lâu uống nước sông mình ta dài vài đời em đã chịu những thất bại và từng đau không có ý định là bước tiếp về mai sau hip hop cũng lấy cùng mình em mà bình phương cao bắt chung năm một gia cả nhà mình phải thương nhau người bên tay chơi chẳng mừng những sắc màu rất thơ băng qua từ cơn sóng giờ rồi không muốn chơi con tàu giấc mơ có chuyện gì để nói đang chứ không có chồng do quá chơi nhà ra để mong một ngày kiếm được về đồng cho má mình đang nhau nhỏ có đôi mắt lo sao ngoài né khi mà tàu thấy hết được tụi mình đang giấu giếm hù nấu như cà mau thế ghé nhà trên bao chế chết tụi đang vàng bố niệm hù bước chân vào rap từ cái năm 13 vẫn luôn cố gắng chứng minh dù có trăm người qua khi mà tao ngồi ở đây nếu mình giờ từ giờ không buông mình ta từng trải cuộc sống là do đam mê đến từ từng ngày chứ không dừng mãi hù nhìn nhận cuộc đời bằng ngón nhìn khác thường hù buồn cảm thấy từ giờ băng qua cát đường